Hello mọi người, nhất là các anh trai tuổi Cập Tuất sinh năm 1970. Đây là video clip em làm về tử vi của năm 2018 cho những anh trai tuổi Cập Tuất sinh năm 1970. Thì đầu tiên hết thì mình phải nói rằng là các anh Cập Tuất phần lớn đang ở trong cái giai đoạn khó khăn trong cuộc sống, gặp nhiều bất trắc. Không phải là khó khăn là cái chuyện làm ra tiền, nhưng mà là cuộc sống của mình là do mình làm quá lớn hay làm lớn, cho nên là gặp đôi chút khó khăn và đang ở trong cái vận hạn nó không tốt. Thì năm tới là năm tam tai, vẫn là năm tam tai chứ không dần ngọ tuất, đúng không? Thì năm nay là của người tuổi ngọ và năm tới là của người tuổi tuất, và năm tam tai năm sau là những người tuổi tuất rất là nặng nề. Thì canh tuất thì cũng không thể nào tránh khỏi những cái việc đó. Để xét xem thì tại sao mà nói là Cập Tuất tam tai nó nặng như thế, thì đầu tiên chúng ta sẽ xem là năm tới ha, là mạng thì chúng ta là mạng, các anh là xuyến so kim, gặp năm mộc, gặp năm tuất mộc là coi như là mệnh của mình thì tương khắc xấu. Sao lại là sao thái bạch, hao tài rối ren, hạn là toán tập trở ngại va vấp trong công việc. Vận niên long ngộ vân, tức là rồng gặp may sẽ tốt có lợi ha. Thiên can chữ canh gặp năm mậu, chữ mậu là sinh nhập có lợi, nhưng mà địa chi tuất gặp tuất là tam tai bất an ha. Như vậy thì chúng ta là xét chung những cái sao mệnh như thế. Thì tổng quát cái tử vi của cái người tuổi canh tuất thì để em nhắc lại một tí xíu cho những người tuổi canh tuất là các anh tuổi canh tuất đa phần đi vào đời sớm với hai bàn tay trắng, tự lực cánh sinh là nhiều, không gặp không ít khó khăn thời tiền vận, ngoại trừ những cái anh mà sanh vào thuận mùa thì mình cũng nói, còn những cái anh mà sinh vào nghịch mùa mà sinh vào ban đêm là thường không có sung sướng đâu. Chó gì cho ban ngày mới sung sướng, cho ban đêm thì không có sung sướng. Rồi là học hành thì nói chung là học hành đến nơi đến chốn. Thì người tuổi canh tuất này là khá hiền, cho nên là dễ tạo sự nghiệp buổi ban đầu. Tướng tinh đó là người có tu, người tại sao nói vậy, tại vì bản thân cái bản mệnh của người canh tuất có tên là tự quan chư cẩu, tức là con chó canh cửa chùa, mà con chó canh cửa chùa thì nó phải có tu chứ nó mới canh cửa chùa được, nên hiền lành là cần cù hiếu học, có người vừa học vừa làm vẫn có những cái thành tựu lúc còn trẻ. Tánh tình thì vốn dĩ là ngay thẳng nè, công bằng, lại có ý chí quyết tâm cao, dễ thích ứng với mọi hoàn cảnh. Tuy có những khó khăn ban đầu nhưng tiền bạc đối với các anh thì không thể nào gọi là túng thiếu. Với nhìn vô thì vẫn có tiền có bạc chứ không phải có túng thiếu, nhưng mà mình đầu óc mình phải lo toan nhiều thứ. Các anh là phù hợp với làm nghề chuyên môn hơn là đi vào cái ba cái chuyện kinh doanh mua bán đồ kia, tại vì hiền quá kinh doanh mua bán thì sẽ không lại người ta. Tốt nhất là làm những cái việc công việc mà mình có đầu óc mình bỏ vào ấy hơn, chứ còn đừng có mà kinh doanh mua bán thì mình sẽ không lại ta, thì dễ quá hiền. Đường công danh sự nghiệp chỉ thường là dựa vào khối óc và sức lực bản thân, không hề nương nhờ thân tộc, cho nên là cứ từ từ tiến bước, đôi lần phải rớt xuống. Người canh tuất thì em nói phải có một lần trắng tay hết thì mới làm lại từ đầu được, và thường là vào cái giai đoạn từ năm 45, 46, 47 cho tới khoảng tuổi này, khoảng 4-5 năm trở lại đây, gọi là hạn 10 năm mình đang bị dính á, từ năm 45 tới năm 54 là mình hay bị lắm. Nhưng mà các anh đỡ, có một cái thì các anh chỉ có bị 7 năm thôi, do tự quan chi cẩu nên các anh chỉ 7 năm thôi, bước qua năm 50 là các anh sẽ khỏe phát. Gọi là như vậy á, trung vận thì có nhiều thăng trầm, nhất là vào đại hạn 10 năm, phải trên 50 thì sự nghiệp mới tương đối ổn định, hậu vận gia đình sự nghiệp mới lại tăng nhanh. Đó là những cái gì mà chung chung của các anh đem nhắc lại cái vận hạn, cái tử vi của các anh cả năm, cả trọn đời. Đối với người tuổi canh tuất với năm mậu tuất 2018 thì năm nay công danh sự nghiệp được như sau. Năm nay các anh gặp sao thái bạch chiếu mạng, rất là dễ sinh rối rắm nè, nạn tai ốm đau, hao tài mất của. Nhưng mà nếu mà có sao thái bạch trong người đi xa lại gặp nhiều may mắn. Hạn thì năm nay gặp toán tập thì rất là dễ gặp rối rắm về mặt giấy tờ pháp lý, dễ bị tai tiếng thị phi và tai nạn. Về tứ trụ thì năm nay là với thiên lợi
nhưng địa là tam tai ha, thì là công danh tài lộc á, thiên lợi thì có công danh tài lộc nó sẽ đem nhiều cho thuận lợi, mưu sự thì dễ thành, có nhiều cơ hội tốt, nhưng gia đạo tình cảm cũng như sức khỏe có phần rối rắm bất an do địa tam tai ha. Vận niên Long Ngộ Vân là rất tốt đối với việc xây dựng sự nghiệp, có nhiều cơ hội để phát huy khả năng, danh chức thì dễ thăng tiến, tiền tài thì dễ sinh. À, vận niên Long Ngộ Vân là một cái vận niên rất là tốt ha. À, như vậy là phối hợp các yếu tố trên đó, đứng về mặt ngũ hành để luận giải năm nay thì can mậu thì thuộc dương, ngũ hành thì hợp hỏa, vận trung vận thì là thái thủy, hỏa thì năm nay bị dư thừa. À, đối với các anh mạng kim thì có phần bất lợi, tại vì hỏa khắc kim mà hỏa nhiều sẽ khắc kim của mình, sao hạn có phần kém khuyết, được vận niên rất hợp với tuổi. À, vận niên là Long Ngộ Vân á, cho nên là còn năng động, các anh có dịp chứng tỏ khả năng này trong công việc hợp với sở trường. Tuy nhiên đây là năm tam tai, có thể xảy ra hung họa khó lường, càng khởi nhiều cái sự mà lớn lao thì càng gặp nhiều chuyện xấu khó trở xoay. Có thể nói đây là năm khá trung bình thôi của các anh xét về mặt ngũ hành. Rồi nếu mà xét về mặt tử vi á, thì tiểu hạn đang đi vào sinh địa. À, tiểu hạn của năm nay là đi vào sinh địa, có lợi cho danh lộc mà ha, lẫn sức khỏe, đồng thời có khả năng hóa giải bớt các sự chẳng lành do sao hạn xấu và tam tai gây ra. À, năm nay nếu mà nói đúng ra là tiểu hạn của chúng ta đang vào cái vận địa tốt, dù là chúng ta đang ở trong năm tam tai nhưng mà tiểu hạn của chúng ta tốt sẽ giúp chúng ta rất là nhiều điều ha. Rồi cung tiểu vận á, thì có tham lang tọa chủ, thì có tham lang là họ mệt nha. Các anh á, là vốn dĩ có, nếu mà có tham lam tại chủ á, thì năm nay có các anh có nhiều tham vọng, không chủ vì quyền lực mà là chủ yếu thỏa cái ý thích cá nhân thôi, tức là mình đã làm cái gì mình ấp ủ thì năm nay mình muốn làm cho nó tới nơi tới chốn. Đây là năm các anh có thể thực hiện được, nhưng cần cẩn trọng mọi điều trước sau, nhất là những người vốn rất thân cận với bản thân mình lâu nay, à phải đề phòng ha. À, đồng tọa có là tấu thư, tan môn, thiên hư, địa võng. À, có những cái nó sẽ giúp sức cho các anh trong năm nay ở trong cái việc mà dễ thuyết phục, thương thảo hợp đồng làm ăn. À, nói cách khác là các anh nói cái người đối diện họ dễ nghe, họ dễ tiếp thu. À, có lợi cho mục đích mà các anh đang muốn hướng tới, không nhiều thì ít vẫn đạt được. À, tuy nhiên á, chung quanh có nhiều sao xấu có thể chống phá gây trở ngại, kết quả không đủ bù đắp cho những âu lo hay bị tai tiếng của mình. À, trước mặt mình thì họ rất là ok ha, nhưng mà coi như sau lưng có người chích cái là họ xì liền ha, cho nên là đừng có mà quá tự tin là họ trước mặt mình họ đồng ý thì mình không có đề phòng những cái việc ở sau lưng. Rồi đến tiếp tục là cung mệnh á, à có thái tế, kình thiên, kiếm phong, công việc làm ăn đang thuận lợi nhưng không bền, sẽ có thay đổi hay gián đoạn. Thái tế mà nhập cung á, thì còn gọi là đầu đội thái tế, không họa thì cũng tai. À, đầu dính thái tế thì không họa thì cũng tai thôi, cái đó là mình dính thái tế là mình cẩn thận ha. À, đó vì vậy á, khi công việc hay đang làm công việc phù hợp với khả năng thì cần cố gắng chu toàn mọi trách nhiệm, sẽ không có nguy hại. Dù có ngoại duyên xấu, có kẻ xấu đâm thọc đi nữa thì chúng ta cũng sẽ cản trở được. À, cho nên là phải cẩn thận ha. Cung phúc đức á, thì có tam đức hội tụ, à, đem lại nhiều may mắn nè. À, gặp hung họa sẽ vượt qua, khó khăn thì được người giúp đỡ. À, vậy là cũng ra là rất là may ha, mình có may là cung phúc đức mình có cả tam đức ha, cho nên là mình sẽ khỏe hơn. Trong hạn thì có đại tiểu hao hội nhập cùng điếu tế, chết cha. Như vậy là tiền bạc tiêu hao không vì bản thân mình đầu tư hay bản thân mình tiêu xài, mà có thể là do người thân mất hạn hay là phá quấy người thân, là mất đồ mất đạc rồi này kia của mình, chứ không phải là mình bản thân mình làm mình mất tiền, không phải là do mình làm mất tiền, là do người khác, bản thân như người thân mình làm mất ra ha. À,
Tuy nhiên rất may cho các anh là đồng nhập hạng có lộc và mã lộc luôn, nên có lúc tiền bạc cũng dồi dào nhưng là bất thường, chứ không phải là lúc nào mình cũng có tiền bạc dồi dào ha. Lúc này tức là mình bị mất đi nhưng mà sẽ có lúc mình có nhiều tiền, tức là có tháng có tháng không, tùy vào cái vận hạn của tháng nữa ha. Có thể làm cho cuộc sống của năm nay vốn dĩ là không có thiếu tiền, lúc có lúc không thôi chứ không phải là mình phải khó khăn. Rồi tình cảm và gia đạo của năm 2018 ha, do là mình bị hạn toán tập cho nên là mình sẽ có những cái khó khăn cho mình. Vốn là người trọng tình cảm, trung thành ha, đi có đi chơi đi nữa thì tối cũng về nhà, gọi là như vậy, chứ không phải là mấy anh là không có bay bướm nha, tùy anh thôi, chứ không phải là tuổi này không có bay bướm đâu. Tuổi này ra đường gái nó dễ thương lắm, tại vì hiền hiền á, gái nó tưởng hiền thiệt nhưng mà hiền hiền chứ không có hiền thiệt đâu. Về chuyện gái gú thì em không đảm bảo nha, nhưng mà là thấy không, trung thành năm nay sẽ có nhiều niềm vui nè, nhưng cũng không ít rối rắm vì hay dây dưa thiếu dứt khoát trong tình cảm. Tức là yêu em này mà lỡ ví dụ như là có đang có gia đình rồi, và ví dụ như chia tay rồi thì vẫn cứ tình cảm cứ vẫn dây dưa trong người ha, không có dứt khoát nó sẽ có rất là nhiều điều mà không có tốt. Rồi đã có gia đình á thì năm nay có long nè, hỷ hội ha, vợ chồng mà vui vẻ, có dịp đi đây đi đó vui chơi, tình cảm thì càng thêm kháng khích. Với thai lưu hạn á thì vợ chồng á, nếu như mà ấy thì dễ có thêm thành viên mới, sinh con đẻ cái, gia đạo dễ có cưới sinh thêm dâu rể. Với mã sinh vượng hội với lại đường phù, có dịp để tân trang sửa sang nhà cửa, gia đình cũng có thêm người, thêm của thêm người ha. Tử vi có đại hao thiên trù lực sĩ, các anh có dịp hội hè với lại bạn cũ lâu năm, nhưng mà coi chừng ha, bất lợi cho sức khỏe của mình ha. Quan hệ bạn bè năm nay nên hạn chế phát sinh bất hoặc bất hòa tranh chấp, để ý có thể là người thân sẽ đâm sau lưng mình. Vốn dĩ người này mình sẽ không bao giờ nghĩ tới họ đâm sau lưng mình, thấy không ha, mình như ở trên đã cẩn thận lợi dụng. Nếu ham các thú vui không lành mạnh như cờ bạc, các anh mà năm nay mà năm ha Mậu Tuất 2018 mà cờ bạc thì các anh xin nói là các anh sẽ không bao giờ thắng hết. Tại vì các anh có sao Thái Bạch cộng với tam tai năm tuổi thì các anh cũng giống như em đang ở trong năm ngọ này vậy đó, là nó đi một phát một sạch sành sanh ha, gặp mệnh của mình. Năm nay là mệnh của em là hỏa, gặp hỏa nó còn đỡ đi, còn các anh ha, hỏa mà gặp kim mà gặp mộc khắc tương khắc nữa thì bảo đảm là các anh là sẽ không có thắng đâu, chỉ thua tới thua thôi. Cho nên là đừng có cái gì dính tới đỏ đen, mà dính tới công việc làm ăn thì mình còn có cái thuận lợi và cái không bất lợi, tùy vào tháng có tiền ha. Rồi năm nay là cũng dễ bị tai tiếng trong quan hệ với phái nữ, nên giữ gìn lời nói và mọi chuyện cần minh bạch để tránh bị tiểu nhân dèm pha, bất lợi cho danh dự và tình cảm vợ chồng. Cho nên là năm nay mà làm ăn với phái nữ hay này kia thì mình cũng phải rõ ràng ha, chứ không là nắm tay nắm chân cái là chết liền á ha. Đối với các anh mà độc thân á thì có nhiều dịp đi đây đi đó, trong năm nay sẽ may mắn gặp được ý trung nhân, dễ phát sinh nhiều tình cảm. Nhưng mà các anh á là vốn dĩ là người trọng tình cảm cho nên là hay dây dưa, cho nên là chưa buông tình cũ rồi đó, bất tình mới là coi chừng mệt ha. Sẽ tốn hao tiền bạc ha, và dễ có cái cuộc hôn nhân bất ngờ vì hoặc là bị kiện thưa rối rắm. Nếu muốn lập gia đình á thì năm nay á không thuận vì đang gặp tam tai, nhưng mà nếu muốn thật sự thì vẫn có thể làm được. Mình em hay nói là song hỷ thì nó sẽ hóa được giải nhiều điều xấu hơn, thì như vậy là cũng có thể cưới sinh được. Sức khỏe thì năm nay á là cung mệnh có thái tuế, cần đề phòng tai nạn hung họa bất ngờ nhiều hơn. Sức khỏe có phần kém sút nhưng không trầm trọng đến nỗi mất mạng. Gặp thái tuế thì cẩn thận xe cộ và vật sắc nhọn, dễ bị họa sát thân, tức là họa mà mình bị thương rồi này kia chứ không có mất mạng. Nhưng mà gặp thái tuế, mà người mà gặp thái tuế trên đầu thì tốt nhất là vẫn gọi là
yên thân yên phận thì vẫn tốt hơn, đừng có mà quá cương nhu trong cái chuyện mà lùm xùm làm ăn. Thứ hai nữa là đi xe cẩn thận thì vẫn tốt hơn. Đó là những gì mà tổng hợp của cả năm, xét về cả ngũ hành và tử vi cộng với sao hạn mang lại cho các anh. Thì để cho nó thuận tiện hơn nữa, nó chính xác hơn nữa, là coi tháng nào tốt, tháng nào xấu, các anh cương nhu nó tốt hơn nữa, thì em có làm cái vận hạn 6 tháng luôn, 6 tháng từ tháng 1 cho tới tháng 6 cho các anh, thì mong rằng nó sẽ giúp các anh nhiều hơn. Đối với các anh canh Tuất sinh năm 1970 đối với năm Mậu Tuất 2018, thì năm nó như đây sau. Tháng giêng của năm Mậu Tuất 2018 là tháng Giáp Dần, là mệnh Thủy. Chúng ta thì mệnh Kim, tức là Kim sinh Thủy, tức là bạn mệnh sinh xuất, mà mệnh thì sinh xuất thì sức khỏe nó sẽ bị hao tổn. Thiên can là canh của canh Tuất, khắc giáp của giáp Dần. Thiên can tương khắc thì công việc không tốt, gặp muộn phiền âu lo. Địa chi tam hợp ha, Dần Ngọ Tuất, may mắn hóa giải được nhiều kiếp nạn không may. Đó là những cái ha. Vậy là đối với các anh á, tháng giêng khởi đầu của năm Mậu Tuất 2018 này á, là có thật là tháng có phần không hay về sức khỏe, bởi mệnh bị sinh xuất kim sinh thủy, nhưng mà nó phải nhẹ thôi sinh xuất, chứ nó không phải là bị tương khắc. Mà sinh xuất thì cũng đã biết rồi, sinh xuất thì giống như là mình mạng của mình đẻ ra cái đó thì mình phải tốn sức chứ, bạn bà đẻ con ra phải tốn sức già đi thôi, nhưng mình cũng vậy thôi. Công việc sẽ gặp trở ngại nhưng không lớn vì thiên can tương khắc, chữ canh cũng chúng ta khắc giáp rất cho nên đó là cái chữ canh của các anh khắc cái chữ giáp, cho nên là cũng dễ dàng vượt qua. Nên có khó khăn là chúng các anh cũng hóa giải được và vượt qua một cách ổn thỏa. Bên cạnh đó thì cái địa chi tam hợp Dần Ngọ Tuất của tháng cũng giúp cho các anh rất là nhiều trong mọi việc, nó đem lại sự nhiều sự may mắn để nó hóa giải bớt cái sự tương khắc của cái chữ canh khắc chữ giáp của tháng. Thì như đã nói là có tam hợp thì nó hóa tam tai, nó hóa cả giải được cả tam tai và tai nạn, tai kiếp rồi tai tiếng, còn được phú hồ chỉ là một cái tương khắc nhỏ mà mình khắc nó chứ không phải nó khắc mình. Cho nên là hy vọng là nó sẽ đem lại cái sự may mắn đúng như mà những gì mà nó phát huy tác dụng của nó. Rồi kế tiếp đó là tháng 2, tháng này là tháng Ất Mão, tháng Thủy. Thì mệnh của chúng ta vẫn bị sinh xuất là kim sinh thủy, mệnh sinh xuất thì sức khỏe yếu, không yếu kém không tốt ha. Rồi tiếp theo là thiên can, thì thiên can thì chữ Ất nó hợp với chữ canh, mà chữ Ất hợp với chữ canh này gọi là thiên can ngũ hợp. Đây là sự hợp nhân nghĩa chủ về chữ nghĩa. Túc và Mão địa chi á lại là thuộc nhóm lục hợp. Chó với mèo ở trong tử vi là thuộc nhóm lục hợp, là rất là cốt tốt, nhiều may mắn, dễ thành công. Với cái tháng 2 Ất Mão, các anh sẽ vẫn bị mệnh sinh xuất, nếu như vậy thì các anh vẫn bị mệnh sinh xuất, cần đề phòng sức khỏe không tốt. Nhất là hai tháng liền bị mệnh sinh xuất thì đặc biệt chú ý đến tai nạn bất ngờ, sức khỏe mình bổ mạng mình yếu đi thì cái sao xấu nó dễ bị ảnh hưởng. Mấy cái sao như mà đại hao tiểu hao rồi tình thiên gì đó sẽ rất là dễ ảnh hưởng. Giống như là bổ mạng mình tốt thì làm cái chất đốt làm dầu sáng những cái ngôi sao xấu sáng lên, sao tốt lên. Còn ngày bổ mạng mình yếu đi thì cái ngôi sao tốt nó yếu đi thì sao xấu sẽ phát huy tác dụng ra thôi ha. Tuy nhiên tháng này lại là tháng có thể nói là đem lại rất là nhiều thuận lợi về quan lộc nè, tiền tài cho các anh, bởi các anh có thiên can ngũ hợp Ất hợp canh và địa chi lục hợp Tuất với hợp với mèo. Rất hiếm khi chúng ta có trường hợp mà cả thiên can và địa chi hội chiếu như thế này. Nếu là các anh thì em sẽ tận dụng cái tháng này để ký kết hợp đồng, bàn thảo những hợp đồng quan trọng với trong năm nay của mình, tại vì mình có cả cái hai cái tương hợp hộ chiếu thì rất là dễ thương thuyết và dễ thành công trong cái hội viện.
Tiếp theo đến là tháng 3, tháng Bính Tình, tháng Thổ. À, tháng này thì ngược lại với cái tháng tháng 2 ha. Từ là tháng này là có mệnh là Thổ. Thổ thì sinh kim mà tương sinh rất tốt cho bổn mạng và sức khỏe. Thiên can á thì chữ Bính của Bính Thìn là khắc chữ Canh của chúng ta. À, các của các anh. Thiên can bị tương khắc rất xấu cho công việc, gặp rối rắm và âu lo. Địa chi á Thìn Túc. Thìn Túc là nắm lục xung. À, lục xung là sự mô tả cái sự đối chọi chống đối lẫn nhau của hai cái địa chi này. Thì như vậy thì chúng ta thấy tháng 2 đem lại cho công việc gia đạo bao gia đạo nhiều may mắn bao nhiêu thì tháng 3 sẽ ngược lại bấy nhiêu. Bởi tháng 3 Bính Thìn này á có cả thiên can nè, và thiên can tương khắc Bính nó khắc Canh, và địa chi lục xung Thìn khắc Thìn xung với Túc. Gặp tháng có cả hai thứ xung như vậy á, thì công việc hay gia đạo khó khăn, không yên ổn, sẽ gặp rất nhiều âu lo. Tuy nhiên á, sẽ giảm bớt được phần nào và những cái điều không may mang lại trong cái tháng này á, là do cái bản mệnh của chúng ta được Thổ nó sinh kim. À, là bản mệnh là chúng ta sáng mà. Thì tuy là cái tháng này nó xấu lắm nhưng mà bản mệnh chúng ta sáng, thì giống như nói như nãy, cái đèn dầu của chúng ta nó sáng lên thì cái sao mệnh của chúng ta nó sáng lên, nó sẽ vượt qua, nó giúp chúng ta tốt hơn, vượt qua được những cái khó khăn trong cái tháng này. À, nó sẽ tương trợ cho các anh nè, bớt cái gian lao. Nhưng mà nếu là các em, nếu là em á thì em khuyên các anh nên cẩn thận mọi điều trong tháng này vẫn tốt hơn, chứ đừng có mà tôi có cái mệnh tương ấy mà ỷ lại là sẽ có việc lớn đó nha. À, tháng tiếp theo là tháng Đinh Tỵ, tháng Thổ, cũng là Thổ luôn. Tháng Đinh Tỵ thì cũng như mệnh là Thổ sinh kim thì chúng ta có mệnh tương sinh rất tốt cho bổn mạng và sức khỏe. Thiên can Canh và Đinh thì không hại Thìn xung khắc gì nhau hết, nhưng mà cũng không tương hợp. À, Túc với Tỵ thì cũng dạy tự chủ hòa bình, không hại Thìn không xung nhau. À, như vậy á, đối với các anh á, tháng 4 Đinh Tỵ này á, là một tháng tương đối gọi là trung bình. Bởi ngoài việc hưởng lợi từ cái bổn mạng tương sinh, cái đèn dầu sáng của chúng ta để có sao mạng tốt, thì á, là Thổ sinh kim, thì còn lại địa chi và thiên can á, đều không bị hình hại xung khắc nhau gì hết, hoặc là không tương trợ cho nhau gì hết. Và điều này giúp các anh sớm đưa mọi việc trở lại bình thường sau một tháng tích ổn nhiều kiên kỵ như tháng 3. À, đó là những cái gì mà cũng là mà chúng ta như đã nói rồi, mà chúng ta có mệnh tương sinh thì chúng ta cũng rất là tốt nhiều điều, chứ không phải là mệnh tương sinh là chúng ta xấu đâu ha. Rồi tiếp theo đến là tháng 5. À, tháng 5 này là tháng Mậu Ngọ, tháng 5 của năm Mậu Tuất là tháng Mậu Ngọ ha, hai chữ Mậu luôn. Thì tháng này là tháng hỏa, thì nếu mà hỏa thì sẽ khắc kim, bổn mạng bị tương khắc, cần chú ý sức khỏe, tai nạn. À, tự do là cái nạn toán tập của chúng ta và cái sao thái bạch. Thiên can Canh với Mậu thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Địa chi thì có tam hợp Dần Ngọ Túc, đem lại nhiều may mắn, nhất là trong gia đạo. À, đối với cái tháng này thì các anh hãy cẩn trọng sức khỏe và đề phòng tai nạn trong những tháng mà cái mệnh của các anh nó bị tương khắc như thế này trong năm tam tai. Vì trong tam tai á, thì người ta có tai nạn, tai kiếp và tai tiếng. Thì tai nạn nó là cái đi đầu, và nhất là năm nay là năm tuổi của các anh nữa, cho nên là các anh phải cần cẩn thận ha. Thiên can thì không khắc, không hợp ha, khiến cho công việc của các anh tương đối êm ả, không có biến động lớn gì xảy ra xấu hết. May mắn là tháng này có tam hợp địa chi Dần Ngọ Túc, hy vọng nó sẽ hóa giải được phần nào cái xấu do mệnh bị tương khắc. Người ta thường nói tam hợp thì hóa giải được tam tai. Trên hết các anh cần cẩn thận vẫn tốt hơn mọi điều. À, dù là các anh có tam hợp đi nữa nhưng mà cái việc mà bị sinh xuất mệnh thì bị tương khắc mệnh thì nó cũng sẽ rất là nhiều. Các anh như các anh đã nói rồi, tuổi Canh Tuất thì năm ngoái, năm nay và năm sau là đều là tam tai. Nhưng mà năm ngoái, năm nay á, tức là năm Dậu này á, thì các anh chưa có bị tai. Các anh chủ yếu là vẫn bị là về tiền tài danh vọng rồi công việc làm ăn khó khăn thôi, mà riêng qua năm sau thì các anh phải cần để tâm tới cái tai nạn sức khỏe của mình nhiều hơn ha. Rồi nhất là cái tháng 5 này ha.
để xem cái tháng 6 nó như thế nào. Tháng 6 cũng là tháng 6 thì nó là kỷ mùi, nó cũng là tháng hỏa, mà hỏa thì khắc kim, bổ mạng của chúng ta cũng giống như là tháng 5. Canh kỷ, thiên can canh kỷ thì không xung không hợp và trạng thái cân bằng tự chủ ha. Nhưng mà địa chi á, thìn tuất sửu mùi, thìn tuất sửu mùi, tuất sửu mùi ha. Vậy cho nên là tuất với mùi là thuộc nhóm tự hình, so với là lục xung hoặc là lục hại á, thì nhóm tự hình này nó cũng sẽ nhẹ hơn thôi, nhưng mà nó vẫn là sự xung khắc không nên gặp ha. Vẫn như tháng 5, tháng 6 kỷ mùi này bản mệnh bị tương khắc hỏa thêm khắc kim, thì các anh cần cẩn thận tai nạn, tai tiếng, thị phi nhiều hơn nữa. Bởi ngoài cái bản mệnh bị tương khắc á, thì cái địa chi của tháng này của chúng ta á, là nó bị xung á, trong tứ hành xung, nó bị tự hình trong cái tứ hành xung là thìn tuất sửu mùi. Như vậy đây là cái tháng mà các anh dễ lâm vào cảnh công việc gặp trục trặc, phải gián đoạn do sức khỏe hay là tai nạn mình mang lại. Tóm lại cái tháng 6, nếu như từ đầu tới giờ thì cái tháng 6 này là các anh nên an phận thủ thường, tránh va chạm tranh cãi vì chỉ thiệt mình mà thôi. Nếu mà xét như chung như vậy thì tháng 6 này chúng ta phải cần chú tâm nhiều hơn về sức khỏe và những cái địa chi mà xung khắc, thì cái chuyện gia đình nó sẽ có trục trặc. Cho nên là các anh phải cần cẩn thận nhiều hơn nữa để mà mình vượt qua cái tháng này nó cách tốt hơn. Như vậy là nếu như không ấy thì chúng ta sẽ có tháng 3 và tháng 6. Tháng 5, tháng 6 thì là chủ yếu là bộ mệnh. Tháng 3 công việc sẽ gặp khó khăn, cho nên các anh cần cẩn thận nhiều hơn. Trên đây là những cái tử vi của cả năm, sao mệnh cũng như là các vận hạn bên trong của các anh, cộng với là vận hạn 6 tháng đầu năm Mậu Tuất 2018 cho các anh Canh Tuất sinh năm 1970. Hy vọng rằng đây là những cái thông tin giúp ích được cho các anh vượt qua cái khó khăn trong những cái năm mà đại hạn 10 năm này. Mà chính xác là mình chỉ 7 năm thôi, các anh còn năm sau nữa thôi, là năm tới là các anh rất là khỏe khoắn. Dù là năm sau là năm tam tai, sao thái bạc đi nữa thì công việc của các anh cũng không khó khăn bằng 2 năm vừa rồi, năm trước và năm nay. Cho nên là hy vọng là nó sẽ đem lại những cái thành công tốt đẹp nhất cho các anh. Video clip tới đây thì cũng đã xong. Nếu mọi người thấy hay, xin bấm like và chia sẻ. Cộng với mọi người mà thấy chưa an tâm gì đó thì comment cái tuổi của mình ở bên dưới, cái ngày tháng năm sinh của mình ở dưới. Em mà ấy thì em sẽ có những cái nhận định tốt hơn, chi tiết hơn cho các anh. Còn nếu như ai mà chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi thì xin bấm đăng ký để đón chờ những cái video clip về tuổi của bản thân mình, cũng như tuổi anh em bà con bạn bè của mình, để có được cái sự tự tin, biết cương nhu trong làm ăn cho cái năm Mậu Tuất 2018. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Bye bye.